Xin chào các bạn, hôm nay đội ngũ Minh Phụng Music rất vinh dự khi tiếp tục bàn giao chiếc đàn piano điện Godman KS1 Bluetooth đến với lớp nhạc T-Harmony. Lần bàn giao thứ hai này không chỉ là sự tiếp nối của mối quan hệ bền vững mà còn là sự khẳng định về chất lượng mà chúng tôi luôn cam kết. Đàn KS1 Bluetooth được team đóng gói cẩn thận một cách chuyên nghiệp, đảm bảo mọi chi tiết đều được bảo vệ và sẵn sàng cho buổi học sắp tới của các học viên tại trung tâm. Minh Phụng Music không chỉ phân phối đàn piano điện mà còn cung cấp các dòng đàn upright piano với ưu đãi lên đến 30%, đáp ứng nhu cầu học đàn của mọi khách hàng cùng mang âm nhạc đến mọi nhà với mức chi phí hợp lý nhất. Godman KS1 Bluetooth là một lựa chọn hoàn hảo cho những người yêu âm nhạc. Còn đây chính là những chức năng tuyệt vời trên đàn. Cái đàn sở hữu 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 128 nốt polyphony và 20 âm sắc phong phú. Hai cổng headphone cho phép bạn luyện tập hàng ngày mà không gây ồn ào. Đặc biệt tính năng Bluetooth MIDI giúp kết nối với các ứng dụng phòng nhạc mà không cần dây cáp. Kết nối USB cho phép bạn liên kết dễ dàng với máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Đang còn hỗ trợ truyền dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Ngoài ra, các tính năng hiện đại khác như Metronome, Tinova, Jazzbo đều được tích hợp dễ dàng qua nút Function, đặc biệt 3 pedal, cung cấp sự điều chỉnh tinh tế cho người chơi với hai loa công suất 25W, âm thanh luôn giữ vững chất lượng và ổn định dưới thân đàn. Chính sách bảo hành dành cho khách hàng: khi mua Godman KS1 Bluetooth, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, cùng với quà tặng là ghế piano cực êm dành cho học viên. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn lớp nhạc T-Harmony đã tin tưởng và đồng hành cùng Minh Phụng Music. Hy vọng sự hợp tác này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại nhiều giá trị và niềm vui cho cộng đồng âm nhạc tại Thủ Đức. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những dự án sắp tới.